Hôm nay là mình xin giới thiệu về một dòng camera của Corpnet, đọc code là dòng DataMan 262X. Mình có một dự án mà liên quan đến camera là đầu tiên là trong cái giải code này là có ba mã code, nhưng khách hàng là chỉ muốn đọc một loại mã code này và muốn là xuất dữ liệu vào cái phần con trỏ chuột để mà đưa dữ liệu vào phần mềm. Hiện tại thì dòng này nếu như mình muốn xuất dữ liệu sang con trỏ chuột thì phải dùng USB để cài đặt chế độ UDH là xuất dữ liệu vào con trỏ chuột, nhưng nếu như đó thì hãng không đảm bảo thông số nên mình đã chọn dòng này. Dòng này là dùng Ethernet, mà để kết nối với muốn xuất con trỏ chuột thì mình phải phải lập trên trên AutoHotkey để mà xuất dữ liệu vào con trỏ chuột. Hôm nay mình giới thiệu khách lập trình trên DataMan và dùng app AutoHotkey để mà xuất dữ liệu vào con trỏ chuột. Trong cái phần mềm thì mình sử dụng phần mềm DataMan của Cortnet. Trong phần setting thì mình có setting ở cả của. Vì ở đây là mọc cột, ba chín, còn cái cột nhỏ này là cột 25, nên mình sẽ không tích vào cột 25 để loại được một cột. Và chỉ trong cột 39 lúc này chỉ còn hai mã cột. Hai mã cột đây thì mình vào là phần format data để mình lọc thêm một mã nữa. Ở đây là thông thường ở phần basic nó sẽ chọn basic formatting, và có phần stripping formatting này thì nếu như mình muốn lấy mã cột theo cái mong muốn mình là số lượng mã cột nào muốn xuất ra thì mình chọn phần strip này. Sau đó trong phần strip này là có một mã cột mình viết. Mình phải viết là cái mã cột đó là mình phải muốn xuất ra là output content này là cái result cột là không. Là mã cột đầu tiên. Mình test đây là cái mã đầu tiên này, mã đầu tiên, mã thứ hai. Còn nếu như mình muốn lấy mã thứ hai thì mình sẽ sửa đây là một. Sửa đây là một là được. Là cái đó cái mã mình muốn xuất ra là mã mã bên này. Đó cái mã này, đó. Rồi giờ mình mong muốn như này. Tiếp theo là mình phải xuất ra phải mình xuất ra con trỏ chuột là mình vào đây mình ngắt kết nối đây. Mình ngắt kết nối để mình mở cái AutoHotkey. Cái phần mềm AutoHotkey này là mình đã viết là nhận theo địa chỉ IP. Là lên giờ con trỏ chuột. Giả sử mình mở Excel. Con trỏ chuột ở đây thì mình chỉ cần nhấn nút tích cơ là dữ liệu hẳn sẽ vào con trỏ chuột. Dữ liệu tự động nhập vào con trỏ chuột. Rồi. Phần giới thiệu của mình là hết. Nếu như các bạn muốn liên hệ thông tin để lại số cuộc với có cần gì thắc mắc hỏi thì cứ liên hệ với mình ở phần comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.